Con Kim Tô và Gia Minh, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò tầng lava các bạn à. Đó chính là cái trò mà lava nó sẽ dâng lên càng ngày càng cao. Bây giờ chúng ta sẽ chiếm một cái chỗ nào đó thiệt là cao đi Nabi ơi. Nhớ là rồi Nabi qua đây nè. Nabi đâu rồi? Trời ơi, Nabi sao lên bên kia hả? Tôi gạt chào bên này nè, bên này có vẻ cao hơn nữa các bạn ơi. Rồi, lava nó dâng lên ở dưới chân rồi kìa các bạn ơi. Chạy lại trước khi nó sẽ... Trời ơi, sao Nabi ở cái nhà gì thấp chủng vậy? Rồi luôn. Tôi cũng sắp đi rồi nè, cho tôi chào lên với mấy bạn ơi, cho tôi chào lên đầu ơi. Ôi, Nabi qua đây, Nabi qua đây nhanh lên. Ôi, Nabi qua được đây luôn nè, wow. Ôi, cho tôi lên, wow. Mình thắng rồi. Trời ơi, Nabi cũng chiến thắng luôn, sao ghê vậy, Nabi đỉnh quá các bạn ơi. 3 giây nữa là 3 giây lên, chắc là kìa không vậy. Lên. Ok, nhảy lên. Ok, tôi gà lên cao, wow, tôi gà lên cao nhất rồi. Ôi, Nabi trên đầu tôi gà luôn này. 5 giây nữa là lava sẽ lại cạn dần. Trời ơi, tụi mình tạo thành một cái tháp vô cùng cao luôn này. Các bạn này cho mình đứng lên trên. Wow, tụi mình lại sống sót nữa rồi. Chúng ta chọn map này Nabi ơi. Map nào đây? Đúng rồi, map cầu thang ở giữa là map cây thông bên kia. Ui, hình như là map cầu thang hả? Ui, dồi. Cái map gì mà có nguyên cái cầu thang dài vậy? Chạy lẹ. Rồi, lên cao được rồi. Yeah. Trời ơi, để coi các bạn nào chạy lên không kịp không? Wow, ai cũng lên kịp rồi nè các bạn ơi, nhìn cái lava ở dưới kia. Ui, có một bạn ở dưới kìa, nhìn cái lava nó đỏ lửa, nó đỏ rực luôn này các bạn, nhìn như là há máu y ghê. Ai tôi chào là ui tôi cao nhất luôn. Ê, tôi gà đứa cao quá trời này, quê lại thắng rồi. Trời, nó sẽ cho mình cái map nó dễ chứ các bạn, sau đó càng về sau những cái map sẽ nó sẽ càng khó khăn, nên là các bạn hãy coi hết video để ủng hộ cho tôi gà nha. Không biết nữa, để tôi gà chọn. Ui, bên này có nhiều người chọn. Ôi, cái gì vậy, cái map gì vậy? Ôi, sao cái lá bèo trôi vậy? Ôi trời, map này phải bắt cua đó Nabi ơi. Rồi, map này khó này, đã tới map khó rồi các bạn. Nhanh lên, phải bắt cua qua bên kia kìa trước khi lava dâng lên. Sau đó mình sẽ đu lên trên cái này. Ui, cái bèo trên này. Mọi người lên đây. Sao tôi lên được vậy? Nabi bơi lên như là nước trong Minecraft vậy. Nhảy lên. Đúng rồi, lên đây. Rồi, lava nó bắt đầu dâng lên rồi đó các bạn, coi chừng nha. Lại là tụi mình lại chiến thắng lên một lần nữa rồi đúng không Nabi? Hello. Game là dễ, để coi xíu nữa hả, những cái map nó sẽ khó hơn như thế nào. Ê, nó có lên đây không vậy? Sao tôi thấy nó như nó sắp lên đây không vậy? Ôi, wow, thắng rồi. Map, ui, càng ngày càng khó rồi. Ma trích việc map, ma trận nghe có vẻ hấp dẫn á, tôi thấy map nó khó. Ôi, sao tôi cứ được bay hoài vậy, Ôi, tôi gà bị lỗi game rồi Nabi ơi, tôi gà bay hoài luôn nè, như hát vậy. Rồi luôn, chết tôi rồi, tôi phải làm gì đây? Rồi, là bà, nó đang dâng tới chỗ tôi rồi kia. Nabi cố lên, tôi gà đi đây. Rồi luôn, tôi gà đi rồi. Rồi, Nabi hồi sinh. Trời ơi, Nabi gà vậy. Tôi gà bị lava cho đang bay thôi, tôi gà không chơi được, nên là xui ơi. Để xíu nữa tôi làm lại cho các bạn coi được. Còn chết nữa gà ghê. Cái gì vậy? Quái vậy? Wow, lần này chúng ta không phải chiến đấu với lava mà chúng ta đánh boss luôn hả mọi người? Cái sàn lava bây giờ là của ta bây giờ. Trời ơi, cái gì ghê quá vậy mọi người. Chạy đi lava, chạy đi. Ok, bây giờ tụi mình đánh boss luôn rồi các bạn. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Nabi ơi, được. Không sao, còn 7 giây, Nabi làm lại đi, Nabi ơi, làm lại từ đầu đi, cố lên. Rồi, sau đó mình nhảy qua. Ơi, tôi gà rớt rồi Nabi ơi, tôi gà rớt rồi. Không được, tôi gà rớt rồi. Không sao, tụi mình sẽ làm lại, các bạn không thể nào thua như vậy được. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi lại map cát này các bạn. Ui, cái map gì đây? Ui, map military. Đây là map quân đội nè mọi người ơi. Được rồi, bây giờ mình phải làm lại này, xíu nữa mình sẽ đánh boss lại cho các bạn coi đi. Ui, có một cái đường đi. Ui, có một cái đường đi nối lên trên cái hả trực thăng này các bạn, helicopter này đó. Đây này có một cái cục kim cương gì nè mọi người, tôi lấy được không? Lấy kim cương. Wow, tôi lượm được cục kim cương rồi mọi người. Wow. Ôi, nhưng mà nhìn cái lava nó cũng ảo quá, nhìn nó như nước thiệt kìa các bạn, nhìn kìa nó ảo thiệt chứ, nhìn nó như nước cam, nước cà chua rồi đó. Đẹp quá. Nước cam này có vitamin C. Thôi, xuống một cái là chơi là thua lại từ đầu luôn đó. Tô gà không để thua như vậy như hồi nãy đâu các bạn, hồi nãy là xui thôi. Map nào đây, map con khỉ à. Ui, Minh kỳ ba là map con leo khỉ leo cây à. Ui, là cái gì vậy? Map này là thiên nhau leo à các bạn. Rồi leo Nabi ơi, sao tôi leo xuống dưới rồi? Nabi rồi, Nabi đang bên kia. À. Nabi đang leo đối diện tôi nè. Hello Nabi. Hello. Nabi ơi, tô gà vừa thấy ai bị rớt xuống tôi Nabi ơi. Ôi trời. Ui. Rớt cái lỗ đó. Đừng có đẩy tôi các bạn này. Trời ơi, cái lỗ đó nó rớt được đó các bạn ơi, nên là đừng có đẩy nhau nha. Còn có 4 người tụi mình tới đó các bạn ơi, cố lên đừng ai để rớt nữa nha. Đứt nó cũng đỏ nè. Thắng rồi.
Được rồi, và chúng ta đã trở lại với map tiếp theo có tên là map lâu đài gì nè. Ô, chỗ này trèo lên này, Nabi, nhanh lên, nhanh lên Nabi ơi, lẹ lên, lẹ lên. Được rồi. Nabi đang dính cái gì á? Lẹ lên, lẹ lên, còn không dây kìa Nabi ơi, lẹ lên. Được rồi luôn Nabi. Rồi luôn Nabi ngậm cú tỏi. Ê, con gà lên, con gà lên, con gà lên rồi, không được, không được. Trèo lên, trèo lên, trèo lên. Ôi, 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 tôi gà lên kìa. Ôi tôi chạy 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 chạy. Ôi sao tôi chui vô lỗ này không được. Ôi chết rồi các bạn ơi, lava nó dâng lên rồi. Ôi nhảy lên này, nhảy lên này. Ôi nhảy lên này. Ôi 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 ôi. Nabi nhìn tôi gà này. Ôi 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 nhảy lên. Ôi ôi sao không có nhảy được. Ôi rồi, rồi không ổn rồi, đi luôn rồi. Tôi mới nói trở lại với map tiếp theo rồi đây các bạn, đây chỉ là map gì mà hả, nó có cái chỗ leo này như là cái map gì màu cam cam. Nabi ơi trèo lên kìa, Nabi ơi coi chừng nha, leo lên nè. Leo lên, leo lên bánh sô cô la. Ôi trên này. Cái này như là bánh sô cô la vậy các bạn. Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ chồng lên nhau ở bên này để cho nó an toàn. Các bạn ơi cho tôi trèo lên, cho tôi trèo lên nha. Sô cô la nó chảy á luôn rồi kìa các bạn ơi, nhìn kìa. Wow, lava. Đúng là sức mạnh của lava ghê thiệt. Ôi ơi ơi, thắng rồi. Tôi gặp. Được rồi, tới mạng tiếp theo nào. Map tiếp theo có tên là map hả? Forest hay còn gọi là khu rừng. Ôi cái map này. Ủa sao map này kỳ vậy? Ủa rồi, giờ sao? Sao mình 50 giây dữ vậy? Ôi hình như ủa nó có dâng lên không vậy? Ôi nhưng mà dâng lên là tụi mình thua sao? Chết rồi, còn 30 mấy giây coi. Ôi hình như cái map này lava nó không dâng lên Nabi ơi. Ôi không, mấy cái cây đó nó bị rớt rồi các bạn, mấy cái cây nó bị mất thăng bằng. Ôi trời ơi. Wow, cái cây của tôi các bạn, nhìn cái cây của tôi nó xoay kìa. Ôi. Ôi cái cây. Tôi gà vẫn còn sống, tôi gà vẫn còn sống. Trời ơi, cái cây của tôi gà nó xoay mong luôn các bạn. Wow, đừng mà. Rồi luôn, còn không dây mà trời tức quá. Và map tiếp theo có tên là map hạ thủy công vô. Tụi mình đang trong một cái bể cá khổng lồ này mọi người. Wow, nhảy qua đây. Rồi nhảy qua đây. Ôi đừng có đẩy tôi, đừng có đẩy nha. Bình tĩnh rồi nhảy lên đây rồi, trèo lên này. Mấy cái chỗ này nhảy hơi bị khó nha mọi người. Rồi bình tĩnh ơi khó lắm luôn á mọi người. Giờ sao cái dây này, sao qua được này nó đi. Nhảy qua nè. Yeah, thắng rồi tô gà và Nabi đã thắng. Được rồi, đến với bạn tiếp theo thôi. Wow, chúng ta đã qua map khác. Ủa cái map này là map gì? Nabi sao có chiếc xe gì đây, mình có lái được không vậy? Ủa không được hả? Đi tìm đường lên. Chết rồi, cái đường lên là đường nào vậy? Rồi. Ôi sao lên được vậy? Cứu tôi. Ôi tôi lên được nè. Wow, tôi lên được rồi. Ôi, chạy lên này. Ôi nhanh lên. Trời ơi, sao lava nó lên lẻo vậy? Chạy vòng lên. Trời ơi, ngay là một cái đường ray mà nó chạy vòng luôn đây các bạn. Nabi đâu rồi luôn, tôi thấy Nabi vừa bị lava cuốn đi rồi. Nhưng mà Nabi không sao, tô gà vẫn còn sống đây Nabi ơi, nhìn tô gà nè. Sắp lên được rồi. Hello bạn. Ui, đường sao lên được trên kia vậy? Ui, tôi nhảy lên đầu bạn nha. Ok, cảm ơn. Wow, tôi nhảy lên đầu bạn rồi, tôi nhảy lên được đây nè các bạn, ngộ chưa? Yeah, thắng rồi. Và chúng ta đã trở lại với màn tiếp theo. Ui, map này hình như là map núi lửa Nabi ơi. Nhanh lên, leo lên núi lửa trước khi lava nó dâng lên này. Ui, đây là màn núi lửa. Ui, núi lửa nó bắt đầu phun trào kìa các bạn. Ui, trời ơi. Sao mà núi nó phun dữ vậy các? Wow, núi lửa phun trào và lava dâng lên. Ôi không biết do đó có bị cháy không vậy? Ui, trong này không bị cháy. Wow, trong này chúng ta sẽ yên tâm sống sót các bạn à. Gọi là gì? À thì ra là vậy, chúng ta chui vô núi lửa để trốn lava. Nghe nó có ngược ngạo không chứ? Nabi đâu rồi? Hello, Nabi làm gì vậy? Ôi, sao mà trèo lên đầu tôi vậy trời? Wow, trời ơi, đã gì chứ rồi. Mình ở trong này là yên tâm mà chiến thắng luôn nè. Wow, lava nó dâng lên tới nơi rồi này các bạn. Nhưng mà không sao, tụi mình đã ở lên đỉnh cao nhất rồi. Ai ai, đừng có đẩy tôi và đẩy tôi một cái là tôi rớt, cái là tôi thua luôn đó. Ui, rồi, thắng rồi. Và nãy giờ mình đã chiến thắng rất là nhiều trò chơi có tên là gọi là trốn khỏi lava đó. Thì các bạn thấy video này như tao, đừng quên lại tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xin tốt tim nha. Và bây giờ cái mạng bây giờ sẽ là cái mạng cuối mà tôi sẽ chơi cho các bạn coi này. Mạng này là mạng gì đó, bây giờ mạng căn nhà ma ha. Được rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng chiến thắng trò chơi này để kết thúc video này cho các bạn coi. Đâu rồi, cố lên, cố lên. Ủa sao chỗ này không có cái chỗ nào trèo lên hết trơn vậy? Chết rồi Nabi ơi, mình phải đi hướng nào đây, hướng nào cao? Ôi, hay là mình phải trèo lên, hay là mình phải chào lên cái đèn ở bên kia ta? Ôi, không được, Nabi đi đâu rồi? Nabi nè, nhưng mà không có đường. Ủa sao kỳ vậy, bên này không có đường luôn. Rồi luôn các bạn ơi, không biết cái nhà ma này đi trốn ở đâu đây. Hay là chào lên cái đèn cái này. Ơi, tôi nghĩ mình sẽ chào lên cái đèn này coi. Ui, cho tôi lên. Ui, bạn kia chiếm cái đèn của tôi rồi. Ui, cái đèn nào. Ôi, tôi chào lên cái đèn bên đây, lava nó dâng tới nơi rồi kìa ơi. Lên đây. Tôi gạ lên cái đèn bên đây. Rồi, lava nó lên tới rồi kìa. Lên đây. Ôi, bà này lên chung luôn.
Rồi rồi rồi, ôi ôi trời ơi, nó lên cao đúng rồi nè các bạn. Oh my god, ở ngay dưới chân tôi rồi. Ôi ôi, còn một giây. Wow, thắng rồi.